Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp phần tin Việt Nam và đời sống sẽ mở đầu với Việt Hoàng. Kính thưa quý vị, Việt Nam bắt một Việt kiều Úc và gán tội lật đổ chính quyền. Ông Châu Văn Khảm, một Việt kiều Úc, bị lực lượng chức năng Hà Nội bắt giữ 6 tháng qua với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhưng bị từ chối luật sư trong quá trình điều tra. Mạng báo ABC loan tin ngày 23 tháng 7 dẫn quan ngại của các tổ chức theo dõi nhân quyền và thân nhân ông Châu Văn Khảm theo xác nhận của tổ chức Ân xá Quốc tế thì trong suốt quá trình điều tra, ông này bị từ chối luật sư, do đó thông tin về trường hợp của ông bị giới hạn. Theo cáo buộc của Cộng sản Việt Nam, ông Châu Văn Khảm năm nay 70 tuổi bị bắt tại Sài Gòn hôm 13 tháng 1 trong lúc đang gặp gỡ một số thành viên của hội anh em dân chủ. Mạng báo công an hôm 30 tháng 1 cáo buộc ông Châu Văn Khảm là thành viên cốt cán của tổ chức Việt Nam của tổ chức Việt Tân xâm nhập tìm cách hoạt động chống phá trong dịp Tết kỷ hợi năm 2019. Cũng theo báo trong nước hôm 25 tháng 1, đảng Việt Tân đã loan đi thông cáo thừa nhận thành viên Châu Văn Khảm đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ. Tại Việt Nam hạn hán khiến cho hàng trăm ngàn gia đình bị thiếu nước. Truyền thông trong nước loan tin, ngày 23 tháng 7 trích nội dung báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn gửi đến Thủ tướng. Bản báo cáo cho biết tình trạng của khu vực Bắc Trung Phần bị ảnh hưởng do hạn hán ở thời điểm hiện tại đã giảm đi so với cuối tháng 6 vừa qua, gây thiệt hại khoảng 21.600 hecta lúa và hoa màu, khiến hơn 61.100 gia đình thiếu nước dùng. Riêng ở miền Nam, tình trạng hạn hán thiếu nước bắt đầu trễ hơn kể từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại vẫn lớn khi có đến hơn 16.300 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng và có hơn 52.800 gia đình thiếu nước. Nguyên nhân hạn hán được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đưa ra là do nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, đồng thời phải trải qua nhiều đợt nóng kéo dài. Lượng mưa thấp kết hợp với gió phương Tây Nam thổi mạnh cho nên lượng nước đã bốc hơi nhanh, khiến lượng nước chứa trong các hồ thủy điện cũng bị giảm đi. Singapore bắt 9 tấn ngà voi đang trên đường đến Việt Nam. AFP loan tin vào ngày 23 tháng 7 cho biết, Cơ quan Kiểm tra Hải quan và Di dân Singapore cùng Ban điều hành Công viên Quốc gia Singapore đã bắt được lô hàng bao gồm, gồm gần 12 tấn vảy TT và 9 tấn ngà voi đang được vận chuyển từ Cộng hòa Congo tới Việt Nam với trị giá lô hàng tổng cộng lên tới 48,6 triệu đô la Mỹ. Chính quyền Singapore cho biết đây là lần bắt giữ ngà voi nhiều nhất từ trước đến nay và là lần bắt giữ số lượng vảy TT lớn thứ ba kể từ hồi tháng 4 năm nay nâng tổng số vải TT bị bắt giữ trong vòng 3 tháng qua lên đến 37,5 tấn trị giá 112,5 triệu mỹ kim. Và hồi đầu tháng 4 năm 2019, hải quan Singapore đã bắt giữ gần 13 tấn vải TT và khoảng 177 kg ngà voi trị giá hàng chục triệu mỹ kim đến từ Nigeria, châu Phi đang trên đường vận chuyển tới Việt Nam. Bên cạnh đó, Giới chức Singapore cho biết sẽ tiêu hủy số ngà voi và vẫy TT vận chuyển trái phép vừa bị bắt giữ. Một bản tin cộng đồng cho biết, tổ chức chương trình ca nhạc tri ân chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và tưởng niệm anh hùng Lý Tống. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 21 tháng 7 năm 2019 tại Unified Event Center đã diễn ra chương trình văn nghệ tri ân chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và tưởng niệm chiến sĩ ó đen Lý Tống do phong trào Hưng ca Việt Nam tổ chức. Chương trình bắt đầu với phần chào cờ và hát quốc ca Mỹ Việt cùng một phút mặc niệm và nghi thức truy điệu. Chương trình được tiếp nối với phần văn nghệ thật đặc sắc bởi nhiều ban học ca và đặc biệt có sự góp mặt của ca sĩ Việt Khang và Thiên Kim. Ngoài ra còn có học giả độ thông minh đến từ Nhật Bản cùng hơn 500 khách tham dự. Tất cả tiền bán vé sẽ giúp đỡ phong trào hưng ca Việt Nam đầy in ấn thư ngõ trên các báo Mỹ và tập tài liệu, song ngữ để phản bác phim tài liệu The Vietnam War của Ken Burns nhằm bảo vệ danh dự cho người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình kết thúc vào lúc 10 giờ tối cùng ngày. Dịch bệnh ban sởi đang hoành hành tại 30 tiểu bang của Hoa Kỳ. Những trường hợp mắc bệnh ban sởi hay còn gọi là Mislas nay đã lây lan tại 30 tiểu bang của Hoa Kỳ và thể theo thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC. Tính đến ngày 18 tháng 7, đã có tổng cộng 10, đã có tổng cộng 1.148 người ngã bệnh, cao hơn 25 trường hợp so với trước đó một tuần. Đây là số lượng người ngã bệnh cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1992. Nguyên nhân khiến cho dịch bệnh leo thang là vì một số người dân không chịu chích ngừa vì những suy nghĩ sai lệch về tác dụng phụ của vaccines. Các triệu chứng của Mislis bao gồm sốt cao, ho, sổ mũi và chảy nước mắt những đốm mẩn đỏ thường xuất hiện sau 3 đến 5 ngày và bệnh này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em. Vắc xin phòng bệnh measles có tên gọi là MMR. Kính thưa quý vị, Town Road trở thành một trong ba ca khúc giữ vị trí quán quân lâu nhất lịch sử Billboard Hot 100. Town Road của Leo Nas X kéo dài thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 qua tuần thứ 16 điều này giúp cho bài hát trở thành một trong ba ca khúc giữ vị trí quán quân lâu nhất lịch sử. Trước đó, Despacito, Daddy Yankee, Luis Fonsi với sự góp giọng của Justin Bieber và One Sweet Day do Mariah Carey kết hợp với Boys Two Men là hai ca khúc đạt thành tích khủng trên nhiều khán giả hy vọng bài hát tiếp tục trụ vững trên Billboard vào tuần sau. Điều này đồng nghĩa với việc Old Town Road sẽ trở thành ca khúc trụ được lâu nhất trong lịch sử Billboard Hot 100. Sự mới mẻ giữa tiếng guitar thùng, giọng ca đầy từ sự của bố Miley Cyrus với cách rap của Luna X đã giúp cho ca khúc lập được nhiều thành tích trên đấu trường âm nhạc. Cho đến nay, MV của ca khúc này đạt gần 230 triệu lượt xem trên YouTube. Và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin buổi chiều của đài CBN trong tầng 18.14. Băng Châu và Việt Hoàng xin gửi lời cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin buổi tối lúc 8 giờ tối nay.